ngoài lem hem mắt ngó sương nắng nhiễu làn da, cơm giòn dưới vàng bầu bữa cơm nghèo sum họp, chén canh bầu chan húp thương tất đất ngọn trăng gạo nàng hương, mùi thơm hương vị bông bi vàng. Con thấy gì không hỡi con, nhà nghèo trơ gốc rạ mà tha thiết mong mà. Con thấy gì chưa hỡi con, những năm dài xa xứ người nhà quê vậy đó, nghe con về vội vã qua thăm. Tình nhà quê ngàn thuở nước non nào nước ở xa non, rưng rưng lệ đôi dòng vẫn còn nguyên mến thương, còn nguyên tha thiết đó, còn nguyên những kỷ niệm. Con chợt thấy ngoài buồn, biết đâu chuyện mất còn, tới quê ngoài thân ái yêu dấu suốt đời con. Trăng gạo nàng hương, mùi thơm hương vị bông bi vàng. Con thấy gì không hỡi con, nhà nghèo trơ gốc rạ mà tha thiết mong mà. Con thấy gì chưa hỡi con, những năm dài xa xứ người nhà quê vậy đó, nghe con về vội vã qua thăm. Tình nhà quê ngàn thuở nước non nào nước ở xa non, rưng rưng lệ đôi dòng vẫn còn nguyên mến thương, còn nguyên tha thiết đó, còn nguyên những kỷ niệm. Con chợt thấy ngoài buồn, biết đâu chuyện mất còn, tới quê ngoài thân ai yêu dấu suốt đời con. Con chợt thấy ngoài buồn, biết đâu chuyện mất còn, tới quê ngoài thân gọi về nè. Chị Chính đang rầu quá kìa. Tôi gọi báo tin mừng nè, đã có thần dược từ Hàn Quốc. Rễ tương lai của Chính kiếm được thuốc diệt cỏ tận gốc từ Hàn Quốc. Trời, qua Hàn Quốc mua hả? Do tập đoàn An Đông Mã Long An độc quyền phân phối, cỏ lồng dực, cỏ đuôi phụng, chát lá, lá rộng đều chết sạch hết, chỉ cần 25-40ml dành cho 500m² ruộng lúa, an toàn cho lúa lắm. À, thuốc sạch bóng cỏ, trừ cỏ cho cây lúa hả? Má năm xài rồi. Chất lượng hiệu quả, giá cả phải chăng. An Đông, an vui cuộc sống.